kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của các bạn đã diễn ra như thế nào? Có trôi chảy thuận lợi hay không? Bạn có lâm vào tình trạng mệt mỏi bao giờ chưa? Thời đại bây giờ càng ngày càng khó để sinh tồn. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ thời khắc nào, cuộc đời cũng luôn có ý nghĩa. Khoảnh khắc tìm ra ý nghĩa và sứ mệnh trong cuộc đời luôn đem đến một niềm vui khôn lường, nâng tinh thần của con người lên cao hơn. Và khi ấy, sự kiên cường sẽ được phát huy ở mức tối đa để có thể vượt qua bất kể điều gì. Mong muốn lớn nhất của đời người chính là tìm được cho mình một lẽ sống, một chân lý cuộc đời. Sống một cuộc đời có ý nghĩa với mình, với đời, làm những điều tích cực. Nhưng cuộc đời vốn dĩ là không nuông chiều bất kỳ một ai. Bản thân mình phải tự cố gắng, nỗ lực để đi tìm vận mệnh, bứt phá ra khỏi những khó khăn để học cách trưởng thành. Hãy cùng đi tìm ý nghĩa cuộc sống qua cuốn sách Ý nghĩa cuộc sống của bạn, được viết bởi tác giả Matsu Zamazan với 7 ngày giải đáp vận mệnh và phá kén để trưởng thành. Cuốn sách là kim chỉ nam cần chỉnh thái độ sống tích cực, gửi đến thông điệp cho độc giả rằng thành công hay thất bại đều do bạn làm chủ, nắm giữ vận mệnh của bản thân bằng những lẽ sống. Có lẽ sống, có ý tưởng, chúng ta sẽ không chùn bước trước sự ngạo ngược của cuộc sống. Những điều được nói đến trong câu chuyện đều lấy những bài học trong tâm lý học Brunt làm nền tảng, trong đó có sự hòa trộn tri thức của triết học phương Tây và tư tưởng phương Đông. Brunt trong cuốn sách này là nói về Viktor Brunt. Ông là nhà tâm lý học đã sống sót sau khi ra khỏi trại tập trung cưỡng chế của phát xít, sự kiện được coi là thảm kịch tàn khốc nhất của thế kỷ 20. Cuốn sách Đêm tối và sương mù ghi lại những trải nghiệm của chính bản thân ông trong thời gian bị nhốt trong đó. Đây là một tác phẩm nổi tiếng mà cho đến thời điểm hiện tại vẫn không ngừng được các độc giả tìm đọc trên khắp thế giới. Brunt đã đề xướng một trường phái tâm lý học cá nhân mang tên Logotherapy, liệu pháp ý nghĩa và không ngừng cứu giúp những người lo lắng về lẽ sống. Trước đây, tác giả Matsu Yamazan đã có kinh nghiệm khi phải đối mặt với một sự kiện vô cùng đau khổ trong cuộc đời, đến mức rơi vào bóng tối và không thể thoát ra. Vào lúc ấy, thứ đã giúp ông chống đỡ tinh thần chính là gia đình và những câu nói của Brunt. Chính nhờ biết đến trường phái tâm lý học Brunt mà ông có thể vượt qua được tình cảnh khó khăn khi ấy. Vì vậy, ông đã viết cuốn sách này với mong muốn có thêm thật nhiều người biết đến những bài học của Brunt. Sách tâm lý học nói chung thường có khuynh hướng khó hiểu. Vì nguyên nhân đó mà những câu nói của Brunt không tiếp cận được với nhiều người. Vậy nên, tác giả đã quyết định viết cuốn sách này dưới dạng câu chuyện để có thể truyền tải những bài học đó một cách dễ hiểu, vui vẻ và thoải mái nhất có thể. Người ta nói rằng những bài học của Brunt phù hợp với liệu pháp đọc sách. Nếu thể hiện nó bằng cách lồng ghép vào các câu chuyện, ta có thể lựa chọn hình thức đối thoại. Như vậy, độc giả sẽ được trải nghiệm một buổi tư vấn tâm lý giả tưởng. Việc muốn các độc giả cảm nhận được ưu điểm về mặt tâm lý như vậy cũng là một lý do khiến tác giả lựa chọn viết cuốn sách này. Cuốn sách Ý nghĩa cuộc sống của bạn mang lại cho người đọc cảm giác hài hước, đùa giỡn nhẹ nhàng với sự xuất hiện của ông chú tí hon kỳ quặc. Tác giả kể lại vì Brunt là người vô cùng xem trọng sự hài hước dù bị rơi vào thảm kịch mang tên trại tập trung cưỡng chế của phát xít, nhưng Brunt vẫn chưa từng quên đi sự hài hước. Trong cuốn sách Đêm tối và sương mù, Brunt viết, sự hài hước cũng là một thứ vũ khí của trái tim trong cuộc chiến nhằm duy trì bản thân. Và trong liệu pháp ý nghĩa cũng có một phương pháp đề cao sự hài hước. Quả thực có những kiến thức chúng ta chỉ có thể tiếp thu được bằng cách mỉm cười. Để tạo ra tiếng cười, tác giả đã cho nhân vật ông chú tí hon kỳ quặc xuất hiện và sử dụng phép ẩn dụ. Người tí hon đứng trên vai gã khổng lồ có thể nhìn được xa hơn rất nhiều so với bản thân gã khổng lồ. Để diễn tả hệ thống tư tưởng của bản thân, gã khổng lồ ở đây là muốn nói đến Freud và Adler, và người tí hon chính là Brunt. Nảy ra ý tưởng từ câu nói này, tác giả đã quyết định thiết lập ông chú tí hon kỳ quặc sẽ là nhân vật thuật lại những bài học của Brunt. Câu chuyện trong cuốn sách chỉ là hư cấu, và tất cả những nhân vật, doanh nghiệp, tên riêng xuất hiện trong truyện đều nằm trong trí tưởng tượng của tác giả. 7 ngày mà nhân vật trải qua trong cuốn sách cũng có thể là 7 ngày với bạn, cũng có thể là 7 tháng, 7 năm hoặc nhiều hơn thế nữa nếu bạn không tìm ra được ý nghĩa cuộc sống cho chính mình. Và với cuốn sách,
bạn sẽ biết được giá trị sáng tạo, giá trị trải nghiệm và giá trị thái độ quan trọng với cuộc sống như thế nào. Không chỉ thế, bạn sẽ học được những điều mà cuộc sống đang kỳ vọng vào bạn. Đừng dễ dàng chán nản, cũng đừng nhanh chóng sợ hãi công việc bạn đang làm, con đường bạn đang đi. Bởi vì cho dù như thế nào đi nữa, cuộc đời cũng sẽ không rời bỏ bạn. Bài học ngày thứ nhất, những người yêu quý quá khứ sẽ được tương lai yêu quý. Bài học ngày thứ hai, không chỉ con người hỏi ý nghĩa cuộc đời, mà vì con người mới là sự tồn tại nhận được câu hỏi từ cuộc đời. Bài học ngày thứ ba, điều quan trọng không phải là ta đang làm một công việc to tát như thế nào, mà là ta có thể dốc hết sức cho công việc trước mắt ra sao. Bài học ngày thứ tư, công việc không phải là toàn bộ cuộc sống. Thế giới tràn ngập những điều chân thiện mỹ. Bất kể là ai cũng có thể tiếp nhận giá trị đó bất cứ lúc nào. Bài học ngày thứ năm, hãy lắng nghe thật kỹ câu hỏi từ cuộc đời. Hãy thực hiện những việc mà cuộc đời đang kỳ vọng. Làm như vậy thì cuộc đời chúng ta sẽ tràn ngập ý nghĩa. Bài học ngày thứ sáu, cuộc đời của bất kỳ ai cũng đều ý nghĩa. Cho dù trong bất kỳ khoảnh khắc nào, cũng hãy nói có với cuộc đời. Bài học ngày thứ bảy, hãy sống vì tất cả mọi người. Bạn có thể trở nên chú tâm đến quên đi bản thân. Chỉ cần quên đi bản thân, ước mơ sẽ nằm trong tầm tay. Hãy lắng nghe thật kỹ âm thanh của những sự tồn tại vượt lên trên con người. Không phải chúng ta có thể kỳ vọng điều gì ở cuộc sống, mà hãy nghĩ về cuộc đời đang kỳ vọng điều gì từ chúng ta. Có người đang chờ đợi ta ở tương lai. Có điều gì đó đang chờ đợi ta ở tương lai. Cuộc sống luôn có sự vận hành riêng của nó. Bạn không thể kỳ vọng nó sẽ đem lại cho bản thân mình những điều tốt đẹp. Cuộc sống không phải chỉ là biến ước mơ trở thành hiện thực. Cuộc sống này đón chào những con người biết nỗ lực, kỳ vọng ở bạn sẽ mang lại sự nhiễm màu cho cuộc sống vốn dĩ đơn điệu. Tạo hóa cho chúng ta hình hài, trí tuệ do chúng ta tìm tòi đúc kết, mọi thứ không phải tự nhiên mà có. Cuộc đời có đẹp hay không, có thành công hay không, đều do bản thân mình tô vẽ bằng chính đôi tay, khói óc, nỗ lực của chính mình. Con người có tham vọng mạnh mẽ tìm kiếm lẽ sống, ta gọi nó là ý chí hướng đến lẽ sống. Điều đó có nghĩa thế giới này tràn ngập lẽ sống. Cho dù chúng ta có ở trong hoàn cảnh khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, nhưng nhờ có lẽ sống đó, con người vẫn có thể khiến bản thân cảm thấy thỏa mãn. Lẽ sống cuộc đời bạn là gì? Dù là gì đi chăng nữa, lẽ sống dù nhỏ nhoi hay lớn lao, thì nó luôn là ngọn hải đăng hướng chúng ta đến những điều tươi đẹp. Không bỏ cuộc dù phía trước sẽ có nhiều khó khăn chờ đợi bạn. Hãy ngừng việc than vãn vì nó chẳng mang đến cho bạn một điều gì đó tốt đẹp. Nó chỉ kéo cảm xúc của bạn xuống. Tinh thần là điều cốt lõi để bạn có đủ dũng khí bước tiếp. Phải nói rằng cuộc sống này có nhiều điều khiến chúng ta phải chán nản. Nhưng đừng vội buông xuôi vì không có đích đến hay thành công nào dễ dàng dành cho bạn. Những câu trích dẫn nổi bật trong cuốn sách: con người không thể thay đổi được số mệnh của mình, nhưng con người có thể thay đổi vận mệnh bằng việc chấp nhận số mệnh. Trong những thời khắc khó khăn, điều quan trọng không phải là giành lấy vận may, mà là chấp nhận số mệnh. Cuộc đời chắc chắn sẽ được lấp đầy bởi lẽ sống. Vì thế, dù trong bất kỳ thời khắc nào, chúng ta hãy nói có thể với cuộc đời mình. Con người, cho dù có tuyệt vọng với cuộc đời đến đâu đi chăng nữa, thì cuộc đời cũng tuyệt đối không bao giờ tuyệt vọng với con người. Thái độ tiếp nhận sẽ đảm bảo cho chúng ta được tự do lựa chọn thái độ đối mặt với những ràng buộc. Cho dù khi cận kề với cái chết, quyền tự do lựa chọn thái độ vẫn luôn được bảo đảm. Trở thành ác ma hay thiên sứ, cuối cùng vẫn là do ý chí của chính ta lựa chọn. Thế giới này là một thế giới tràn ngập bởi ý nghĩa, sự vô vị và đáng yêu. Vì thế, dù trong bất kỳ khoảnh khắc nào, cũng hãy nói có với cuộc đời. Có thể nói rằng, liệu pháp ý nghĩa mà cơ sở của nó là tư tưởng Frank đang ngày càng nâng cao tính cần thiết của nó trong thời hiện đại. Khoảng thời gian mà rất nhiều người đang vật lộn để sống, dù ở bất kỳ một thời khắc nào, cuộc đời của chúng ta luôn luôn có ý nghĩa. Nếu các bạn có thể giống như tác giả Masu Yamazen trước đây, từ một cuốn sách có thể rút ra được những câu chữ giúp bản thân chống đỡ trong những thời điểm khó khăn của cuộc đời, rồi từ đó tìm thấy cho mình những lối thoát để vượt qua. Hãy cùng theo dõi trong câu chuyện về 7 ngày kỳ lạ của ông chú tí hon hơi khác thường và nhân vật tôi cho đến trang cuối cùng. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách
ý nghĩa cuộc sống của bạn tại Thư viện tỉnh Tây Ninh và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.